Mây nhắm mắt đâu được mây ti, sao đã đến lúc dậy đi làm chán ghê. Hay thôi sáng này nghỉ đi, dăm ba cái công việc kia, mình có thực sự cần nó không? Lên công ty ăn sáng đi, check vân tay xong ăn trao lòng tiết canh. Mà hôm nay đến ngày nhận lương tan ca phát đi nhậu luôn. Dậy ngay chờ em với, hàng ngày lên công ty quẹt vân tay xong đi, cùng chị em ăn chơi là niềm vui nhất trên đời. Rồi lại đi tám chuyện ngồi cà phê đối diện, sợ gì sếp đã lên đâu. Còn bộ phim chưa xem à mà hay chơi game, việc được giao hôm qua tận một tuần deadline mà, thời gian đâu có vội. Ơ kìa giờ ăn đến rồi, nào chị em trưa nay ăn gì đây? Đậu chả cá mắm tôm tuy rằng khác món nhưng chung một hàng, bún chả hay là bún thang, món gì cũng được các nàng chọn đê. Tầm này ăn lẩu thì mê, thêm vài cút rượu thì phê đến chiều, sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải bắt cầu kiều. Chưa ăn bao nhiêu sao giờ vẫn đói, lắm lúc cứ thấy sao công việc khó khăn. Hay thôi uống ly cà phê, lên xem chỗ nào đặt về để có năng lượng làm tốt hơn. Alo anh em có uống không? Mau mau giơ tay tôi lên đặt ship luôn. Cho anh matcha cà phê, cho em sữa chua thạch đề, gọi luôn đồ ăn nhé. Ôi em tóc non xoài dầm dâu lắc nhé. Đồ ăn đang trên tay, cả nhà ơi ra ngay. Kìa chị ơi ăn đi, vào đây luôn tắt lo gì. Chị còn đang đóng việc, chưa phải cho sếp duyệt. Bọn mày đến bao cho tao mì bò khô kim chi, chị yêu ơi ăn đi. Rồi còn thêm cherry, dùng ngày sau khi ăn mì. Kìa mày ơi có tiền, điện thoại đâu chết liền. Làm nhanh, xong ta đi nhậu thôi. YOLO đi, hôm nay có lương. Nâng ly lên không say thì không về. Thôi tao xin đi xe mà rượu bia phát nặng lắm. Ôi giời ơi, không tin ra đây tao cho xem. Khi tham gia giao thông mà uống rượu. Ôi thôi xong, sao nay phạt nặng thế. Gọi taxi không phải lo. Niềm vui nhất khi đi làm là được ăn sáng tôi. Niềm vui hơn anh em luôn ăn cùng với mình. Làm việc thì có đội, đặt đồ ăn có hội. Chẳng cần yêu đương tầm này, chỉ cần được ăn. Mà thôi không ăn đâu, nhìn tao to như trâu. Và làm theo con Vân, giờ bị tăng 4 năm cần. Nào là cơm đến mì, ăn nhiều sẽ béo phì. Trời ơi, sao tôi ăn nhiều về. Cảm ơn. Ôi, con béo lắm không ăn đâu. Hôm nay tao bao quá cơm. Thế thôi mai giảm cân nhỉ. Tải ngay iThông trên App Store và Google Play để sử dụng miễn phí. iThông, một sản phẩm của Thư viện Pháp luật.